Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. MC miền Nam duy nhất trong top 4 đường đến cầu vồng 2020. Ngân mê chất lãng mạn và sắc bén của chị Niu Hà Trinh. Tiến tới vòng bán kết, Tuyết Ngân là cô gái duy nhất trong top 4 đường đến cầu vồng 2020 chinh phục ngôi vị quán quân. Cuộc thi đường đến cầu vồng 2020 là một chương trình tìm kiếm MC của đài truyền hình Việt Nam, từng nổi tiếng từ nhiều năm trước với tên gọi là cầu vồng. Sau 5 năm mất hút, show truyền hình này xuất hiện trở lại với phiên bản mới và đang tiến dần đến đêm chung kết để tìm ra ngôi vị quán quân. Hiện tại top 4 của mùa năm này đã được xác định là Thiên Phúc, Thành Phong, Tuyết Ngân, Hải Sơn. Đây đều là 4 gương mặt trẻ có kinh nghiệm trong nghề dẫn chương trình. Lối bật từ đầu cuộc thi được chính nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, biên tập viên Thư Hiền, MC Nguyên Khang lựa chọn. Trong số đó, Tuyết Ngân có lẽ là gương mặt được chú ý nhất và là ứng viên cho ngôi vị quán quân năm nay. Trước khi đến với cuộc thi, Tuyết Ngân từng đạt giải thưởng Đúp MC có tác phong chuyên nghiệp nhất và MC nữ xuất sắc nhất của MC Award 2018. Xuất hiện trong top 4, cô gái sinh năm 1996 được xem như làn gió mới khi đường đến cầu vồng 2020 là cuộc thi lớn đầu tiên có quy mô toàn quốc mà cô tham gia. Lần đầu chạm ngõ ở một sân chơi lớn, Tuyết Ngân trở thành đại diện miền Nam duy nhất, đồng thời cũng là cô gái duy nhất góp mặt trong top 4 trước vòng bán kết. Ngoài ra, Tuyết Ngân cũng là cô gái nhỏ nhắn nhất so với 3 chàng trai còn lại. Chia sẻ về việc xuất hiện tại cuộc thi năm nay, Tuyết Ngân cho hay đường tới cầu vồng 2020 là một dấu mốc rực rỡ trong thanh xuân của mình. Trước đó, Ngân có 3 năm chui rèn, thu lập kinh nghiệm trong nghề dẫn chương trình, cọ sát ở nhiều cuộc thi quy mô lớn nhỏ để học hỏi. Ở một cuộc thi uy tín toàn quốc, Ngân nghĩ đây là nơi để bản thân trưởng thành trong nghề và là thử thách lớn để một cô gái 24 tuổi chinh phục. Là gương mặt duy nhất trong top 4 chung cuộc, ngoài niềm vui khi đại diện miền Nam chinh phục giải thưởng quán quân, cô nhiều lúc tủi thân khóc một mình trong những ngày ra Hà Nội thi cử. Nhiều lúc Ngân khóc vì những chuyến bay một mình ở khách sạn cũng chỉ có một mình thôi. Có mệt hay lỡ bệnh cũng phải tự mua thuốc, nhưng bây giờ mình đã không còn khóc nữa. Mình có nhiều bạn bè ở Hà Nội và mình cũng biết dù địa lý xa nhau nhưng các anh chị và các bạn miền Nam luôn theo dõi hành trình của mình, Tuyết Ngân tâm sự. Nhận xét trong top 4, Tuyết Ngân chia sẻ, ngoài việc giới tính và vùng miền là điểm khác biệt thì chân thành và cảm xúc lại là thế mạnh của cô gái 24 tuổi này. Gương mặt 9X cho biết cách dẫn và đài từ các giám khảo nhận xét là hoạt ngôn gần gũi, có sự mềm mại trong giọng nói để đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.